Thực sự thì dạo này mình rất là bận các bạn ạ. Hôm nay thì mình chủ yếu là chơi ba khẩu kỵ sĩ, thực ra thì bốn khẩu kỵ sĩ VIP trong một ván. Đó chính là Storm, Dark Knight và Dead Knight. Đó, còn Fast Knight nữa, thì Fast Knight mình chơi trước đó. Đây là Fast Knight 138, tất cả đều 138 hết nha anh em. Thì nick này mượn của bạn Dermer ở đây. Cho nên nói chung là mượn cũng không chơi được nhiều. Chưa giờ mình chơi không chứ. Mình có nói trên đầu video rồi, dạo này mình rất là bận. Ô, biến quái à. Chỉ cần em há đầu lên một phát là anh đớp cho một phát vào mồm ngay. Đâu rồi, ui dồi ôi, biết ngay mà làm sao mà chạy được. Phát Knight này nhắm rất là chuẩn. Và một trong những cây kỵ sĩ mạnh nhất tập kích, cây sniper mạnh nhất tập kích, kỵ sĩ mạnh nhất tập kích cũng đúng luôn. Tại vì quá thường so với con Phát Knight này thì anh em chỉ cần nện 2 viên thôi là về nơi kín suối luôn. Còn mà bình thường anh em nếu mà muốn nện một viên duy nhất vào đầu ấy, quay chú quỷ nó còn phải thở oxy cơ. Như thế này, này, ui dồi, chạy đi đâu. Đây là Storm, Storm, đấy, Storm bắt đầu sờ tép gì. Phát Knight này, ăn bom nè. Ủa, bên góc kìa bạn. Mình leo lên trên này, mình xem. Chứ không dám tăng. Ủa, chết cha rồi. Chết cha rồi, đứng đây cho nó lanh. À, đây, vào biến bây giờ. Kìa. Úi dồi. Núp à. Thích núp à. Kìa, thực sự thì dạo này mình rất là bận, để gần Tết rồi mà bán quần áo các thứ nó chiếm hết thời gian của mình. Bình thường thì mình rất dành rất là nhiều thời gian cho làm những cái video này, nhưng mà bây giờ thì nó đã hết rồi. Nó kiểu quý thời gian của mình bị hạn hẹp lại, nên mong anh em sẽ thông cảm cho mình nhé. Ui dồi, ngon vãi các bạn ạ. Con quái còn hơn một nửa cây máu nhưng mà đập một phát vào đầu đi luôn. Xanh cỏ chạy đâu. Anh lao lên như một vị thần rồi cuối cùng phải nằm xuống. Mình quay bây giờ là như 2 giờ hay sao ấy. Đó, cho nên là bụng còn đem mỗi đói meo, chưa ăn gì tại vì đang ngồi trong hàng rảnh rỗi làm video. Chạy lên đây cho nó lành. Cái phụ nhá. Mày. Ui giời ơi, nó lag kìa. Chết cha rồi. Mày chết luôn. Các bạn thấy độ lag của nó không? Ôi chết quá. Đấy, bắn cả buổi rồi nó mới chết. Wow, Storm 138 này cũng phải cực kỳ châu bò luôn. Có lẽ là mình sẽ làm một clip riêng về cây Storm 138 này. Đấy. Úi dồi, con này ăn hết shot rồi. Mình bắn chục phát thì ăn hết shot 4 rồi. Đấy, cảnh lát lát mà phát đấy không lát thì mình rút phát ra là chắc là kịp đấy. Nhưng mà vì lát quá nên phải đành chịu. Đành chấp nhận hy sinh, chấp nhận sự hy sinh thôi. Mày ngu người. Quả thế. Mình nhảy ra chục mét rồi thì mới mất máu. Các bạn biết là nó lag cỡ nào. Thì nếu mà tối nay anh em muốn live stream thì có thể để lại cho mình một like cũng như là subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì dạo này mình khá là bận cho nên không thể làm nhiều video được. Chắc là tối tranh thủ live stream giao lưu giải trí thôi. Đây, nhắm không lòi súng ra luôn. Thì ván này mình cũng sẽ thử sức với cái phát này nữa. Tại vì mình thấy như thế nó còn chưa đủ sướng với cái phát này. Mày thằng này nó trường hợp đặc biệt rồi, 3 viên mới chết. Còn những con quái thường thì cứ xác định là vào phát nào là êm xuôi phát đấy, mát tay, rất là sướng. Lên á trời. Ôi dồi ôi, ván mới hơn có mấy chục giây mà đã biến hero rồi, thế này làm sao mà trụ nổi. Chú quỷ à, ăn lờ đây. Ôi dồi, nó hơi lửa mồm, ăn đây. Chết à, nhìn thanh niên này đã biết là yếu sinh lý à. À hot. Đúng rồi, bạn rất là hot. Mình không hiểu tại sao lại được một cái huân chương vào mà không có huân chương bạc nào. Bạn ấy đang hắc chăng? Hấp diêm đi. Hấp diêm đại pháp. Thông nó. Thanh niên này sao. Thanh niên là sao kỳ vậy nhở. Chứ mình mà bao nhiêu đấy máu mà không chơi với lại zombie thì hơi ngu người đấy. Trâu máu như thế mà không dám lên thôi. Thôi, em chỉ có yếu sinh lý vờ lờ đây. Giết. Ơ con thằng. Giết luôn. Dí. Ui giời, còn đứng đây đớp thính cả. Cái thằng Akhot này. Thánh rồi. Tại là mình biến hero hơi sớm cho nên nó không được tốt cho lắm. Yếu sinh lý thật. Thì nếu được chọn một trong những khẩu súng Fast Knight, Dark Knight,
Storm và Dead Knight thì anh em thì chọn khẩu nào? À, ngon rồi. Cuối cùng thì anh em cũng trỗi dậy một tí cái bản tính BD của anh ấy. Thì bây giờ mình sẽ chơi Dead Knight này. Chúng ta sẽ chơi 4 khẩu kỵ sĩ VIP nhất. Và 4 khẩu kỵ sĩ này là 4 khẩu kỵ sĩ cơ bản nhé của tập kích nha anh em. 4 khẩu kỵ sĩ cơ bản có nghĩa là sao? Thì có nghĩa là 4 khẩu kỵ sĩ này đã có từ đầu khi vào game rồi. Có nghĩa là cách đây gần 1 năm đấy. 4 khẩu kỵ sĩ cơ bản với lại khẩu gì fan cái gì nữa nhỉ? Fan kinh gì đấy. Ôi giời ngon headshot. Đây là khẩu Dead Knight M38. Đi săn luôn. Đẹp trai không phải xoắn. Cầm cây Dead Knight này M38 là biết đẹp trai rồi. Đây đây đây. Úi giời. Thế mà đớp được tính của mình. Mày đâu, mày đâu? Thấy rồi, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Cái phụ nhá. Anh cứ lên cái phụ là các xác định là các thanh niên thi nhau chết thôi. Còn Dead Knight này thì các bạn thấy là một có một xạ tốc cực kỳ nhanh. Và nhanh như thế mà chơi zombie thì nó thực sự là chưa tốt. Mình thích chơi đắc hơn. Bây giờ trong cái video này mình chơi 4 khẩu kỵ sĩ VIP lận. Và nick này mượn của anh của bạn VP 24 giờ. Đó, 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 chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu cho thoát. Ép phun ngọc rồi. Ô, mình thích thì mình xuống luôn đấy, bạn tin không? Đấy, xoắn xoắn này là mình xuống luôn này. Đó, chết đi. Chết đi. Đã báo rồi, đừng có núp. Núp dưới đấy là mình thích là mình xuống thôi. Thì các bạn thấy là ngoại hình con này thì các anh em cũng đã nhìn cho lờn mắt rồi cho nên mình không để ý nữa. Thì theo anh em thì nên lựa chọn khẩu cậu kỵ sĩ sáng VIP nào. Thì theo mình thì mình thích khẩu Dead này hơn, mặc dù nó tốc độ là bắn nhanh thật nhưng mà được cái là sướng. Mình đang sử dụng cái con Dead 7. Dead level 7 chứ không phải M37 đâu. Kia kia bắn. Ôi thằng cha chúng mày, đâu hết rồi. Nhảy không được luôn. Thôi chạy mau. nhanh tay quá, không là phát đấy là thành zombie đấy. May là mình chạy kịp. Không biết sao đây. Ngo ha, một con đầu tiên. Mình thấy trận này không được hay cho lắm. Tại vì toàn biến quái với biến hero mấy ván đầu cái này. Hay ho gì. Úi giời còn đúng một mình. Anh liều vậy. Chơi tới luôn. Tới luôn. Ôi hết máu rồi. Ôi chết cha. Chơi con Dead thêm ván nữa đi. Rồi ván sau chơi đắc. Không biết ván sau có biến zombie không. hơi người ngô, người thơ đấy. Thì theo anh em thì anh em nên chọn khẩu nào nhỉ? Theo mình thì mình sẽ chọn khẩu Dead Knight vì xạ tốc nó khá quá là kinh khủng. Còn Dead Knight thì đương nhiên là nó cũng khá là kinh khủng luôn. Nhưng mà tốc độ bắn nó chậm lắm. Anh định làm gì đây? Thế hiện à? Này, mình xuống mình KS luôn này. Do lag là mình không ăn kịp pha đấy. Đấy, mình cứ thích khẩu nào phóng nhanh cơ. Phóng toa, phóng cái một lèo là ra luôn, sướng. Núp vào đấy à? Mình trên đầu này bạn ơi. Úi giời. Thanh niên ngu ngơ, chả biết chạy đâu luôn. Là bị Flat Knight ăn rồi. Thì Flat Knight này thì nó có một cái sức mạnh cực kỳ lớn. Nhưng mà vì là khẩu sniper cho nên ít được anh em ưa chuộng. Và mình nghĩ là sniper level 7 là đủ phê rồi. Chứ không cần tới sáng 4 làm gì cả. Sáng 4 là nó quá thư thái luôn. Flat Knight mình nghĩ là chúng ta chơi ở M37 thôi. Không. Sáng cấp 9, cấp 7 hoặc cấp 9, cấp 8 cũng đã phê rồi, một viên là chết. Không đừng nói tới viên thứ hai. Còn mà nâng lên M38 mình thấy là con phát này là quá thừa thải. Nó không có điểm gì hơn so với những cái thường cả. Tại vì sniper thì chúng ta chỉ quen là một viên là chết rồi. Chứ mà hai viên nó hơi phế. Tại vì rất là ít anh em nào chơi sniper mà được hai viên lắm. Với lại cả con sniper lên đi. Đó, chết luôn. Vào đây mà, ôi giời. Với cả sniper thì con phát này nó reload đạn hơi lâu. Nó thay đạn hơi, nó kiểu là khi mà bắn xong một viên ấy, cái tốc độ mà delay đạn ấy, đó, hơi lâu. Cho nên là anh em nếu chơi quen thì cứ một viên thôi. Ít mà thanh niên này chơi hai viên lắm, chơi hai viên hơi thốn. Ôi lại biến hero mấy phút đầu chưa chơi được gì cơ. Xoắn chạy đâu. Ôi nhảy này siêu anh hùng à. Chết luôn. Để bị đây mình lên mình chơi. Không dám à. Chạy đâu. Sau này. Ui, chết bà rồi. Hết máu rồi. Thằng kia nhảy xuống phụ coi. Mày. Ôi trời đói cơm. Cảm giác khi nào cũng đói cơm này chết. Ăn hàng đi. Ngon lành. Phía sau này mày ơi. Phía sau này. Chạy đó đây.
Sau này có còn đúng một con một, giết luôn mày. Yeah, ván này được 10 kin là do là thành hero đấy. Còn rồi, ok, ván này mình sẽ chơi đắc. Ván này được 10 kin là do thành hero đấy. Còn mà không thành hero thì coi là xác định là bét nhè rồi. Không biết lần này ghi được bao nhiêu kin đây. Với con đắc này thì mới đầu mà khi chưa có lực đam zone lên là khoảng, khi mà các bạn có lực đam zone khoảng chừng level 5 trở lên thì đam zone rất là sướng. Còn mà dưới tí thì nó oải lắm. Đó, nhìn mặt thanh niên này khá là ngu người âm binh rồi. Tính làm gì đây? Lên à? Chết toi. Và các bạn thấy là thay đạn của con phát này, cái con đắc này này thì cực kỳ gì kiểu rất là phiêu phiêu ấy. Đấy, khi mà thay đạn này, cánh nó, hai cái cánh, nói chung là có cánh. Đó, miễn sao có cánh này được thì nó sẽ thò ra, xong đó các bạn thấy không, nó khép lại. Đấy, rất là phê. Cảm giác thật là romantic. Bình luận hơi xàm nhưng cái bà đó đi. Anh rút về đâu rồi? Thành thủ lúc vắng khách quân đại phải ván chứ mình cũng đi bán hộ ba mẹ chứ có được đồng nào đéo đâu. Khổ thế đấy. Ôi giời. Nhiều anh em không thích mình nói tục nhưng mà thực ra thì những câu nói tục của mình đa số là để cho vui thôi chứ chả có ý nghĩa gì cả. Đấy, nghi ngờ thanh niên này sẽ ao phòng bỏ của chạy lên người thì cũng gần kết thúc trận đấu rồi. Anh em đừng quên để lại một like cũng như là subscribe cho đội mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nó nhanh quá chắc không anh em không nghe nhỉ. Thì mình xin nói lại là nếu các bạn cảm thấy hay đừng quên để lại một like cũng như là subscribe cho đội mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì những cái like và subscribe đấy sẽ là một cái nguồn động lực rất là lớn đối với mình. Núp đấy à? Ôi giời, xuống này. Mình nhện phát chết luôn. Ôi giời ơi, thanh niên này nhìn âm binh thế cơ. Con đắc này từ khi cầm đến giờ còn chưa kin được pha nào cơ. Vào đây solo 1-1 luôn. Chấp. Đó. Chú tuổi gì? Tuổi gì? Mày, trời ơi. Thế mà không ăn được. Đúng là quá nhỏ. Ao phòng. Yeah, hay lắm. Tốt lắm các bạn, thì theo các bạn thì các bạn sẽ chọn cây nào? Thì mình theo mình sẽ chọn cây Deadline 138 tại vì nó khá là hay. Tôm KS 7 lần, ghê. Quá trâu luôn. Đó, sửa trang bị phát. Bị kích vào phòng. Thôi xin chào các bạn.